tất cả đã dừng lại để coi bắn pháo bông rồi các bạn. Đây mình sẽ tìm cái góc nhìn khác. Đây mình sẽ đi qua đây để tìm một cái góc đứng khác đẹp hơn ha. Tìm nữa các bạn. Quanh đây rất là nhiều người đó, đổ xô ra coi á, mọi người ai cũng hướng về để coi xem là những cái màn bắn pháo bông, và gần như là tất cả các cái phương tiện xe bây giờ đang dừng lại hết rồi. Thì này thì tranh thủ chỉ tự sướng à. Các bạn nhìn thấy đấy, hàng ngàn người họ dừng lại để họ coi. Wow.
pháo bông hôm nay bắn ở đây họ bắn tầm thấp thôi, nên chúng ta nhìn không có được rõ ràng. Thế ở đây nó vướng nhà cửa nên nó sẽ không đẹp như là ở cái khu vực bờ sông. Khu vực sông Sài Gòn thì chúng ta nhìn nó sẽ rõ ràng hơn đó. Quá trời đẹp luôn. Đây. Đến khác thì các bạn nhìn này, quá trời người ở đâu về. Ta đi nhé. Vậy là các bạn đã nhìn thấy cái cảnh mọi người coi bắn pháo bông ở Sài Gòn đó. Những em bé này, wow, wow. Rồi hết rồi. Rồi chuẩn bị hết rồi, chúng ta sẽ dừng ở đây nhá.